quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Trong phần tin quốc tế sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất lần thứ bảy trong năm 2022. Peru tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Washington kế hoạch chuyển bộ dẫn đường bom cho Kyiv. Nga cảnh báo tập kích tên lửa Patriot của Mỹ chuyển cho Ukraine. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách duy trì hoạt động chính phủ giá lạnh bất thường đe dọa khu vực Đông Bắc Á. Và nhiều tin tức đáng chú ý khác sau đây là bản tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin sau đây rất là đau buồn. Một cậu bé 6 tuổi đã trở thành đứa trẻ thứ tư thiệt mạng sau khi rơi xuống hồ nước đóng băng ở Solihull, Anh Quốc. Cậu bé đã cố chiến đấu để giành lấy sự sống của mình trong bệnh viện kể từ khi xảy ra vụ việc ở công viên Bath Mill Lake, Solihull, gần thành phố Birmingham ở Anh Quốc vào chủ nhật. Ba đứa trẻ khác, 8 tuổi, 10 tuổi và 11 tuổi cũng đã chết khi rơi xuống hồ nước đóng băng vào chủ nhật. Cảnh sát West Midlands cho biết họ vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng cậu bé 6 tuổi trong bệnh viện đã không qua khỏi. Hàng trăm bó hoa và đồ chơi, những chú gối nhồi bông đã được để lại tại một địa điểm gần hồ và lễ cầu nguyện đã được thực hiện tại đây vào tối thứ hai. Có một bầu không khí bàng hoàng và đau buồn chạm đến tất cả những người trong cộng đồng và những người ngẫu nhiên nghe tin này đến thăm nơi đài tưởng niệm này. Sở cứu hỏa West Midlands cũng tham gia vào nỗ lực giải cứu các cậu bé, cho biết họ rất đau lòng khi nghe tin. Chúng tôi chúc gia đình sức mạnh để vượt qua những hoàn cảnh bi thảm này. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường ngay sau 2 giờ 30 chiều Chủ nhật, sau khi có báo cáo rằng trẻ em đang chơi bị rơi xuống hồ nước đóng băng trong bốn cậu bé, cậu bé 10 tuổi được người dân địa phương gọi tên là Jack Johnson, nhưng danh tính của ba cậu bé khác vẫn chưa được xác định. Đầu tuần này thì những người thân của bé Jack đã bày tỏ lòng kính trọng đối với bé Jack. Em được cho là cậu bé anh hùng đã nhảy xuống hồ, cố gắng cứu những đứa trẻ khác khi họ rơi xuống nước. Và trong một bài đăng trên mạng xã hội, dì của bé Jack đã cảm ơn các thành viên của cộng đồng vì sự hỗ trợ của họ người dân và các sĩ quan cảnh sát ban đầu xuống nước để cố gắng cứu những đứa trẻ này. Trước khi chúng được các nhân viên cứu hỏa chuyên nghiệp được đào tạo về cứu hộ dưới nước kéo ra khỏi hồ nước. Một cảnh sát đã dùng tay không của mình đắm xuyên qua lớp băng để cố gắng tiếp cận các cậu bé, đã được điều trị hạ thân nhiệt nhưng đã bình phục. Vào thứ tư, cầu thủ bóng bầu dục người Anh là Tyrone Mings và đội trưởng đồng đội của anh ấy ở Aston Villa là John Makin đã đến hiện trường để đặt hoa, nói rằng: "Tin tức này đã ảnh hưởng đến toàn thành phố của Birmingham. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của các cậu bé đang phải vượt qua một thảm kịch không thể tưởng tượng được. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các dịch vụ khẩn cấp và cộng đồng vì những hành động vô cùng vị tha của họ." Các gia đình đang kêu gọi bảo đảm an toàn tốt hơn tại hồ nước nơi bốn cậu bé đã chết sau khi được kéo lên khỏi mặt nước băng giá. Ủy viên hội đồng của Hội đồng Khu vực Solihull cho biết, cộng đồng đã đề xuất có một hàng rào xung quanh hồ và nhiều biển báo hơn, và ông cho biết các ủy viên hội đồng sẽ cố gắng thúc đẩy hội đồng cải thiện các biện pháp an toàn. Xin tất cả chúng ta hãy lưu ý, không nên cho trẻ chơi trên các hồ nước đóng băng để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed đã củng cố chiến dịch chống lạm phát của họ với quyết định tăng lãi suất lần thứ bảy trong năm 2022 và báo hiệu sẽ có thêm các đợt tăng sau đó. Tuy nhiên, tại cuộc họp chính sách vào ngày 14 tháng 12, thì Fed đã công bố đợt tăng lãi suất quy mô nhỏ hơn so với bốn cuộc họp trước đây, giữa lúc lạm phát của Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Cụ thể là tại cuộc họp mới nhất vừa diễn ra, Fed đã quyết định tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm Đưa lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 2007 là mức 4,25 đến 4,5% trong bối cảnh các quyết sách của ngân hàng này đang ngày càng tác động lớn đến nền kinh tế số 1 thế giới. Tuy nhiên, các quan chức của Fed vẫn báo hiệu rằng cuộc chiến của họ nhằm kiềm chế lạm phát và giảm tốc nền kinh tế vẫn chưa kết thúc. Mặc dù mức tăng lãi suất lần này là thấp hơn so với mức tăng 0,75 điểm phần trăm tại cuộc họp trước đó, nhưng động thái mới nhất sẽ làm tăng chi phí của nhiều khoản vay tiêu dùng và kinh doanh cũng như là tăng nguy cơ suy thoái kinh tế. Ủy ban thị trường mở liên bang FOMC là cơ quan thiết lập chính sách của Fed cho biết, việc tăng lãi suất liên tục trong phạm vi mục tiêu là phù hợp để duy trì lập trường kiềm chế lạm phát. Cơ quan này dự báo rằng lãi suất ngắn hạn chủ chốt của họ sẽ đạt mức từ 5 đến 5,25% vào cuối năm 2023. Điều đó cho thấy rằng Fed đã sẵn sàng tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm phần trăm nữa và duy trì mức lãi suất đó cho tới cuối năm 2023. Tờ Washington Post cho biết Mỹ đang lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine các bộ dẫn đường nhằm biến bom thông thường thành vũ khí chính xác cao. Tờ Washington Post hôm 14 tháng 12 dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ cho biết nước này đang chuẩn bị kế hoạch cung cấp cho Ukraine các bộ dẫn đường cơm thiết bị định vị vệ tinh toàn cầu GPS và hệ thống điều khiển cho phép nước này hoán cải bom hàng không thông thường thành vũ khí dẫn đường chính xác cao. Những bộ dẫn đường được Mỹ sử dụng trên nhiều loại bom khác nhau, những quả bom hoán cải được gọi chung là JDAM. Đây là phương án giúp tận dụng kho dự trữ bom thông thường thay vì phải sản xuất những quả bom thông minh có chi phí cao. Mỗi bộ dẫn đường bán cho quân đội Mỹ có giá khoảng 25.000 đô la Mỹ mức giá cho khách hàng nước ngoài có thể cao hơn nhiều. Chưa rõ liệu tổng thống Biden có phê chuẩn kế hoạch này hay không, cũng như là liệu những bộ dẫn đường JDAM sẽ được trang bị cho khí tài nào của Ukraine. Giới chức Mỹ và Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Trong khi đó, điện Kremlin cảnh báo các hệ thống Patriot là mục tiêu hợp pháp nếu xuất hiện tại Ukraine, đề cập thông tin Washington định chuyển vũ khí này cho Kiev. Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng Cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine là một động thái leo thang căng thẳng và có thể dẫn đến những hậu quả ngoài ý muốn. Ngay cả khi không chuyển giao tên lửa Patriot, Mỹ vẫn đang can dự vào ngày càng sâu vào xung đột tại quốc gia hậu Liên Xô, họ phải chịu trách nhiệm vì kéo dài và leo thang chiến sự ở Ukraine, đại sứ quán Nga nói. Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin. CNN hôm 13 tháng 12 dẫn lời ba quan chức Mỹ giấu tên Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ sớm phê duyệt kế hoạch chuyển tên lửa Patriot và trình lên Tổng thống Biden ký duyệt. Binh sĩ Ukraine sẽ được huấn luyện vận hành tổ hợp này tại một căn cứ của lục quân Mỹ ở Đức. Chưa rõ Mỹ sẽ giao bao nhiêu bệ phóng tên lửa Patriot cho Ukraine. Mỗi khẩu đội Patriot gồm một radar cảnh giới và bám bắt mục tiêu, hệ thống điện tử, xe chỉ huy, thiết bị phát điện và tối đa là 8 xe chở đạn kim bệ phóng mỗi chiếc mang được 4 tên lửa. Pháp khẳng định không thiếu năng lượng. Bộ trưởng Tài chính Pháp khẳng định nước này sẽ tránh được kịch bản phải cắt điện luân phiên trong mùa đông năm nay. Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết, đến tháng 1 năm sau, Pháp sẽ đưa 45 lò phản ứng hạt nhân vào hoạt động, tăng từ mức 41 lò hiện nay. Ông tin rằng điều này sẽ giúp Pháp tránh phải cắt điện trong mùa đông, dù thời tiết lạnh khắc nghiệt đang bao phủ toàn châu Âu. Pháp cũng đã giảm xuất khẩu điện tới Anh, nhập khẩu nhiều hơn từ Bỉ và Italy trong bối cảnh nguồn cung năng lượng hạn hẹp. Cổ động viên Morocco đã đụng độ cảnh sát ở Bỉ, khoảng 100 cổ động viên, một số khoác cờ Morocco đụng độ cảnh sát ở Brussels sau khi đội tuyển nước này thất bại trước Pháp tại bán kết. Các cổ động viên Morocco tối ngày 14 tháng 12 tập trung gần ga tàu Brussels South, phóng pháo hoa và ném đồ vật vào lực lượng cảnh sát chống bạo động. Châm lửa đốt một số túi rác và thùng giấy, cảnh sát dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông. Đụng độ diễn ra trong thời gian ngắn và không gây thiệt hại đáng kể, cảnh sát đã bắt một số người quá khích. Lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc thành lập đơn vị tác chiến vũ trụ trong nỗ lực đối phó năng lực tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Lễ thành lập đơn vị tác chiến không gian của Mỹ tại Hàn Quốc diễn ra ở căn cứ không quân Osan, thành phố Pyeongte, ngày 14 tháng 12. Đây là đơn vị thứ hai ở nước ngoài của quân chủng vũ trụ Mỹ, đơn vị đầu tiên đang đồn trú tại Qatar. Các đơn vị tác chiến vũ trụ của Mỹ được giao nhiệm vụ giám sát, phát hiện và theo dõi tên lửa đang bay tới, cũng như là củng cố năng lực tác chiến không gian vũ trụ tổng thể của quân đội Mỹ. Mỹ thành lập đơn vị tác chiến vũ trụ tại Hàn Quốc trong bối cảnh Hai nước này đang tìm cách tăng cường an ninh để đối phó với Triều Tiên, sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ. Triều Tiên năm nay cũng thử các loại vũ khí mới với tần suất dày đặc, trong đó có tên lửa siêu vượt âm và tên lửa hành trình. Khảo sát về các ứng viên tiềm năng Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử năm 2024 cho thấy, thống đốc bang Florida ông DeSantis dẫn trước cựu tổng thống Trump 23 điểm phần trăm. Khảo sát mới nhất do USA Today phối hợp với Đại học Suffolk thực hiện và công bố hôm 13 tháng 12 cho thấy, các cử tri đảng Cộng hòa đã suy giảm ủng hộ với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và dường như chuyển hướng sang ủng hộ cương mặt mới là Thống đốc Florida ông Ron DeSantis. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, 56% cử tri Cộng hòa và nghiêng về phe Cộng hòa ủng hộ ông DeSantis, trong khi con số này dành cho ông Trump là 33%. Hơn 60% người được hỏi nói rằng họ muốn một ứng cử viên sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách của ông Trump, nhưng không phải là ông Trump. Cuộc khảo sát được thực hiện từ 7 tháng 12 tới 11 tháng 12 với 1.000 cử tri Mỹ, tiếp nhận ý kiến qua hình thức gọi điện thoại. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là ứng viên lớn đầu tiên tuyên bố chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024. Song nhiều tín hiệu chỉ ra rằng sự ủng hộ mà đảng Cộng Hòa dành cho ông đã suy yếu. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách duy trì hoạt động chính phủ. Theo Reuters, với 224 phiếu thuận và 201 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 14 tháng 12 đã thông qua một dự luật tài trợ chính phủ tạm thời trong vòng một tuần nhằm cung cấp thêm thời gian cho các nghị sĩ để thông qua một dự luật tài trợ đầy đủ cho chính phủ liên bang cho đến hết năm tài chính. Biện pháp tạm thời trên là cần thiết để tránh cho các cơ quan liên bang bị đóng cửa một phần. Dự luật này nhằm giúp các nhà lập pháp có thêm thời hạn để các nghị sĩ thông qua một dự luật ngân sách tổng thể trị giá khoảng 1.700 tỷ đô la Mỹ trong cả tài khoá 2023, kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023. Quốc hội Mỹ đang phải đối mặt với hạn chót vào ngày 16 tháng 12 để thông qua dự luật chuẩn chi ngân sách cho chính phủ liên bang trong năm tài chính 2023. Không còn nhiều thời gian để các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thông qua dự luật trên và dự luật Ủy quyền Quốc phòng hàng năm NDAA, trong đó với mức ngân sách kỷ lục là 858 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh viễn thám mới lên vũ trụ, đánh dấu nhiệm vụ thứ 455 của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh. Theo Tân Hoa Xã, thì vụ phóng được thực hiện lúc 2 giờ 25 ngày 15 tháng 12 giờ Bắc Kinh từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương ở tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Tên lửa đẩy trường chinh 2D đã đưa vệ tinh giao cảm 36 lên không gian và vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo như dự kiến. Trước đó, lần lượt trong các ngày 27 tháng 11 và 3 tháng 9 vừa qua, Trung Quốc đã phóng các vệ tinh viễn thám mới từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Sương của tỉnh Tứ Xuyên và Trung tâm Phóng vệ tinh Tủ Tuyền ở tỉnh Cam Túc. Các tên lửa đẩy trường chinh 2D và trường chinh 4D đưa những vệ tinh viễn thám này lên không gian. Vừa qua, các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Liên minh châu Âu đã tiến hành hội nghị cấp cao trực tiếp đầu tiên tại Brussels ở Vương quốc Bỉ. Sự kiện đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN và châu Âu, được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên quan hệ kinh tế tốt đẹp hơn, cũng như là giúp các nhà sản xuất châu Âu tại châu Á đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu thô. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Đây là lần đầu tiên ASEAN và khối châu Âu phối hợp tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm quan hệ hai bên tại châu Âu. Với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao các nước thành viên ASEAN và châu Âu kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại vào năm 1977 và nhất là sau khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2020. Sau 45 năm, quan hệ ASEAN và châu Âu đã phát triển năng động, mở rộng bao trùm các lĩnh vực như là chính trị, an ninh kinh tế, thương mại, văn hóa xã hội và hợp tác phát triển. Châu Âu nhấn mạnh ASEAN giữ vị trí trung tâm trong chiến lược hợp tác của khối châu Âu tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và mong muốn thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng với ASEAN. ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của châu Âu, sau Mỹ và Trung Quốc, với kim ngạch thương mại trị giá hơn 215,9 tỷ euro trong năm 2021. Dự kiến tại hội nghị, các lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ cùng nhìn lại và đề ra những định hướng quan trọng phát triển quan hệ ASEAN châu Âu trong thời gian tới, đồng thời dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Giá lạnh bất thường đang đe dọa khu vực Đông Bắc Á. Hiện tượng La Nina 3 năm liên tiếp hiếm gặp sẽ khiến khu vực Đông Bắc Á trở nên lạnh giá hơn bình thường trong vài tuần sắp tới. Theo dự báo của Trung tâm dự báo môi trường quốc gia Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đối mặt mức nhiệt dưới mức đóng băng trong vài tuần tới. Cục khí tượng Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ đón hai đợt lạnh khắc nghiệt, trong đó đợt đầu tiên có thể ghi nhận nhiệt độ ở mức âm 36 độ C tại thành phố Hollenburg, đông bắc của khu tự trị Nội Mông, kéo nền nhiệt của thủ đô Bắc Kinh xuống mức thấp. Đợt lạnh thứ hai xảy ra trong khoảng 3 ngày trên khắp khu vực miền Trung, Đông và Tây Bắc Trung Quốc trong khi khu vực miền Nam cũng ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục vào thời điểm giữa tháng 12. Nhiệt độ giảm đột ngột khiến nhu cầu điện tăng cao ở các tỉnh Quý Châu, miền Nam Trung Quốc, buộc các quan chức giám sát lưới điện phải yêu cầu cắt điện tại một số nhà máy luyện nhôm trong tuần này. Theo Trung tâm Môi trường, có 40% khả năng miền Đông và miền Tây Nhật Bản sẽ ghi nhận nhiệt độ dưới mức thông thường từ tháng 12-2022 đến tháng 2 của 2023. Nhật Bản đã tích trữ nguồn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng LNG để chuẩn bị cho những tháng mùa đông. Với lượng LNG dự trữ của các nhà sản xuất điện cao hơn nhiều so với mức trung bình trong 5 năm. Chính phủ cũng đang yêu cầu người dân tiết kiệm điện tối đa. Trong khi đó thì cục khí tượng Hàn Quốc cũng đưa ra cảnh báo về thời tiết lạnh tại hầu hết các khu vực của Hàn Quốc, bao gồm thủ đô Seoul và Incheon. Trong tuần này thì dự kiến tuyết rơi dày ở tỉnh Chungcheong phía bắc. Cục khí tượng cho biết nhiệt độ đang giảm đáng kể. 50% khả năng nhiệt độ sẽ bình thường trở lại trong 2 tháng đầu năm sau. Hàn Quốc sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân và tối ưu hóa lịch bảo trì, đồng thời mua thêm than và LNG trên thị trường giao ngay để bảo đảm nguồn cung năng lượng. Thời tiết khắc nghiệt có thể đẩy giá LNG tại châu Á tăng hơn nữa, khi giá LNG vốn đã tăng kể từ giữa tháng trước sau khi giảm từ mức đỉnh vào cuối tháng 8 La Nina là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng thời tiết trên, khi thường khiến nhiệt độ tại bán cầu Bắc xuống thấp hơn thông thường. La Nina gây ra tác động trên diện rộng lên khí hậu trái đất, ngược lại với các tác động của chu kỳ nóng lên của El Nino. Cuối tháng trước, Tổ chức khí tượng thế giới cho biết, đợt La Nina 3 năm liên tiếp đầu tiên của thế kỷ này sẽ kéo dài đến cuối mùa đông ở bán cầu Bắc. Và phần thông tin này cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Toàn thể ban biên tập của Culture Channel xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận phía bên dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.